tại sao chúng ta cần phải có bảo hiểm nhân thọ? Bảo hiểm nhân thọ là một giải đáp tốt nhất cho quý vị. Đoan Trang xin gửi lời chào quý vị trở lại với chương trình Bảo hiểm và Tài chánh hôm nay. Thưa quý vị, thì quý vị cũng đã theo dõi rất là nhiều về những cái chương trình trước của chúng tôi. Chương trình luôn luôn lúc nào cũng muốn đem đến cho quý vị thật là nhiều những cái thông tin bổ ích về sự khác biệt ở ngoài thị trường và một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ làm sao để bảo vệ cho gia đình của quý vị. Chương trình hôm nay thì có một cái sự góp mặt rất là đặc biệt của một vị khách mời mà Đoan Trang tin chắc nếu như quý vị đã nghe qua chương trình An cư lạc nghiệp radio của đài 1430 vào mỗi chiều thứ tư đó, thì quý vị sẽ biết được người này là ai. Thì Đoan Trang chưa có nói đến tên, nhưng mà Đoan Trang tin chắc rằng với kinh nghiệm và sự tận tâm của anh là một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc. Thì Đoan Trang xin gửi lời chào đến với anh Toàn và xin mời anh Toàn gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào Đoan Trang và chào tất cả. Xin chào Đoan Trang, chào chị Hằng và chào tất cả các quý vị đang lắng nghe và theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì có lẽ hôm nay cũng là một cái cơ duyên tốt Toàn được và nhận được cái lời mời của Đoan Trang để lên đây cùng tiếp chuyện với quý vị cũng như là chương trình Bảo hiểm và Tài chánh. Thì Toàn rất là vui và hân hạnh được đến để cùng góp một vài lời, một vài tiếng và cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm của cá nhân mình trên cái lĩnh vực về địa ốc cũng như là bảo hiểm nhân thọ để cùng tiếp chuyện với quý vị. Xin chào. Dạ, Hằng Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Today. Kính thưa quý vị, thì chương trình hôm nay thì quý vị chắc chắn là sẽ rất là đặc biệt vì có anh Toàn ở đây. Thì anh Toàn khỏe không? Cảm ơn chị Hằng, Toàn thì rất là khỏe và cũng run run chút xíu. Dạ, thưa quý vị, thì như quý vị biết thì anh Toàn hả đã là lâu năm trong cái ngành địa ốc. Thì chắc chắn là quý vị sẽ biết đến anh trong chương trình như là Trang cứ nói ở đài là 1430. Thì hôm nay thì chúng tôi mời anh lên đây cũng để là mục đích rằng là để chia sẻ và cũng để tìm hiểu để thế nào là gọi là một cái bảo hiểm nhân thọ nó có liên quan như thế nào đến một cái buôn bán nhà cửa hay địa ốc. Dạ. Thưa quý vị, thì như chương trình hôm nay đó thì chúng tôi muốn nói thêm về cái lĩnh vực về địa ốc. Thưa quý vị, thì nhiều khi đó chúng ta nghĩ rằng là giữa một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và địa ốc thì chắc chắn là không có liên quan đến nhau. Nhưng mà thực chất như kinh nghiệm của Đoan Trang cũng như anh Toàn, thì khi mà chúng tôi làm việc với nhau đó thì Đoan Trang nhìn thấy cả hai cái lĩnh vực này đều có một cái sự liên quan với nhau rất là nhiều. Và hôm nay đó thì Đoan Trang xin hỏi anh Toàn một chút xíu liên quan đến địa ốc. Thì như Đoan Trang hiện giờ Đoan Trang thấy đó, thì trên thị trường bây giờ phải nói là nhà cửa đang rất là hiếm, phải không anh, để dành cho cái người đi mua. Cảm ơn Trang. Thì trong cái bất cứ một cái thời điểm nào, một cái trong những năm qua, có thể nói là 5-7 năm đổ lại đây, thì trung bình trên một cái lượng nhà, khi mà mình coi trên MLS, mình coi trên cái lượng nhà bán, thì cho thành phố San Jose mình luôn luôn thấy có từ khoảng 475 cho tới 500 căn nhà, 475 cho tới 550 căn nhà được bán hàng tháng active trên MLS. Ngày hôm nay nếu mà quý vị đi vào MLS và xem thì quý vị thấy cái lượng nhà trên thị trường cũng cho thành phố San Jose đang được bán chỉ có khoảng 250 căn nhà single home mà thôi. Cái con số đó nó đã đi xuống rất là nhiều. Hay nói cách khác là cái supply và demand, cái cung và cầu nó đang không được cân bằng. Cái người đi mua thì vẫn còn rất là đông, nhưng mà cái supply nó đang còn bị thiếu thốn, tại vì cái lượng người bán không có đủ. Hay nói cách khác là có nhiều cái lý do mà có những người hiện giờ vẫn đang chần chừ chưa bán nhà. Và mình vừa qua cái mùa lễ nữa, cho nên là hy vọng rằng là cái điều này nó sẽ tốt hơn trong vài tháng tới đây, Trang. Dạ, thưa quý vị, theo như Hằng biết là khi mà chúng ta lập gia đình và khi chúng ta có con cái thì điều ước mơ của chúng ta đó là một căn nhà nhỏ, hay là even là nhỏ hay lớn thì mình cũng muốn có riêng cho mình một cái căn nhà. Thì vấn đề ở đây là mình làm như thế nào để mà mình biết cách là mình dành dụm và mình cách là mình tích lũy để mình có thể thực hiện được cái ước mơ của mình.
Dạ, thưa quý vị, nếu như chúng ta may mắn thì chúng ta mua căn nhà thì chúng ta có thể trả bằng tiền mặt. Nhưng mà hầu như tất cả chúng ta đều mua nhà thì chúng ta đã đi theo chương trình là 10 năm, 20 năm hoặc là 30 năm. Nhưng vấn đề ở đây là trong vòng nhưng có khoảng là 10 năm hay là 20 năm mà chúng ta lỡ bị một cái chuyện gì đó rủi ro xảy ra đến cho chúng ta, thì cái số tiền mà chúng ta vẫn còn nợ trong cái căn nhà thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể lấy cái số tiền ở đâu mà bù đắp vào để mà khi mà người thân chúng ta còn ở lại thì để không có bị mất căn nhà hoặc là phải bán đi một căn nhà đó. Thì thằng nghĩ đó là một cái chương trình của một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà hôm nay anh em của chúng tôi sẽ muốn nói thêm chi tiết để mà cái sự liên kết giữa một cái mình mua nhà và một cái mình mua bảo hiểm nhân thọ nó có liên quan như thế nào, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì những gì mà chị Hằng vừa mới trình bày thì Đoan Trang rất là hoàn toàn đồng ý. Bởi vì thực ra đó, khi mà quý vị thấy cái cuộc sống ở bên đây đó, khi mà mình còn trẻ đó quý vị, mà mình bắt đầu mình lập gia đình đó, cái điều mà ai ai cũng luôn luôn mong mước ước đó là làm sao mình có thể mình có được một cái số tiền để mà mình mua một cái căn nhà, để đó là một cái mái ấm của gia đình của mình. Nhưng mà cái điều mà quý vị cần phải suy nghĩ đó là khi mà mình mua được cái căn nhà rồi, làm sao để mà mình giữ gìn cái căn nhà của chúng ta, cho dù bất cứ một cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng có thể có được một cái số tiền để mà pay off cái căn nhà của mình. Mà quý vị cũng biết với một cái cuộc sống mà khi mà mua một căn nhà như vậy thì phải có một cái mức income của hai vợ chồng. Thử hỏi nếu như người vợ hay người chồng không may mắn ra đi ở cái tuổi còn quá là trẻ, hoặc là chúng ta bị rơi vào bệnh tật, mất đi cái khả năng lao động, mình không có kiếm được cái income nữa, thì có thể cái vấn đề mà chúng ta phải bán đi cái căn nhà hoặc cái căn nhà rơi vào tình trạng foreclose, thì Đoan Trang nghĩ cái điều đó cũng rất là dễ xảy ra, phải không anh? Cho nên là Đoan Trang muốn đặt một cái câu hỏi, đó là theo như kinh nghiệm của anh lâu năm đó, thì anh nghĩ như thế nào khi mà một cái người mua một cái căn nhà thì có cần đến một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để mà mình bảo vệ cái căn nhà của chúng ta hay không? Cảm ơn Đoan Trang. Và như cái lần trước Toàn chia sẻ với Đoan Trang đó, thì trong những cái kiến thức về đầu tư investment thì có thể nói cái kiến thức về quỹ bảo hiểm nhân thọ là một trong những cái kiến thức mà Toàn yếu nhất, nhưng mà cũng nhờ Trang hướng dẫn và chỉ dẫn cũng như là học hỏi từ Trang về cái chương trình Living Benefit thì mới hiểu rằng là khi mình có những cái bảo hiểm, nhất là thời điểm hiện nay có những cái chương trình bảo hiểm mà quý vị mua không phải để cho mình qua đời, không phải để cho mình cho con cháu mình thừa hưởng, mà cái chương trình đó ngay cả khi mình còn sống và mình có thể để lại cho cá nhân mình khi mà lỡ mình không có khả năng đi làm, mình có rơi vào bệnh tật và mình có thể rút cái tiền bảo hiểm ra để có thể chi trả cho những cái expense hàng ngày của mình, thì Toàn nghĩ rằng là không có gì tốt hơn là khi mình có một cái bảo hiểm để đề phòng cho chính cá nhân mình, và lỡ sau này khi về già mình ra đi thì cái bảo hiểm đó lại có thể truyền qua cho con cháu, cho gia đình của mình. Thì nếu với một cái người là có những cái tài sản, làm chủ những căn nhà, Toàn nghĩ rằng là quý vị rất là nên để tâm để mà nên có một cái bảo hiểm đó đề phòng cho chính cá nhân và cũng như gia đình của mình. Dạ, Hằng thì hoàn toàn đồng ý với lại anh Toàn. Thì khi mà mình mua một cái căn nhà thì mình cũng cần có một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Thì như là Hằng sẽ cho quý vị thấy rằng là mình muốn mua, ví dụ như mình mua một cái chương trình của bảo hiểm nhân thọ đi, mình có thể mua là 500 ngàn đến 1 triệu, nhưng mà mình đóng chỉ chẳng dẫn dạng chừng 1-2 đồng cho mỗi một ngày. Thì quý vị thấy chỉ cần có mấy đồng cho một ngày mà mình có thể protect được cái căn nhà của mình. Mình có thể đi những cái chương trình term như là mình mua 20 năm hoặc là 30 năm. Thì trong cái thời gian mà trong vòng 20 năm, 30 năm mà lỡ mà mình có những cái biến cố gì xảy ra, mình không có tự thách khe, thì mình có thể sử dụng số tiền đó vừa lo cho bản thân của mình trước, và cũng có thể mà lấy được một số tiền là 500 ngàn hay là mình bù đắp vào mà căn nhà mà mình đang còn nợ dở dang. Đó là có vấn đề thứ nhất nữa. Vấn đề thứ hai nữa là Hằng muốn hỏi Toàn về cái câu hỏi là bây giờ đó, nhà cửa bây giờ người ta muốn mua hay là người ta muốn mua hoặc là muốn bán, thì Toàn có những lời khuyên gì đến cho khán giả?
Cảm ơn chị Hằng. Trong cái thị trường lúc này thì giống như hồi nãy Toàn có chia sẻ là rất là ít nhà trên thị trường, cho nên cái lúc này nếu mà quý vị cần phải bán nhà, đối với Toàn có lẽ đó là cái thời điểm rất là tốt. Mình muốn bán căn nhà khi mà xung quanh mình không có ai bán, mình muốn bán căn nhà khi mà cái nhu cầu của người ngoài họ có và cái cung, cái supply nó ít để mình có thể demand, mình có thể đòi hỏi được những cái người buyer, những cái người đi vào mua căn nhà mình theo những cái yêu cầu, theo những cái term mà mình muốn. Cho nên là cái lúc này có lẽ là cái lúc rất là tốt để cho quý vị, nếu mà mình cần phải bán căn nhà của chính mình. Trong trường hợp nếu quý vị đi mua thì mình có 2-3 loại người buyer khác nhau. Cho những người first time home buyer, quý vị cũng biết rằng là hiện giờ ở San Jose mình đang trả tiền thuê nhà rất là mắc, cho nên nếu mà mình cứ phải tiếp tục trả như vậy, mình không khấu trừ được tiền lời, không khấu trừ được tiền thuê nhà, trong khi mình làm chủ căn nhà mình có thể khấu trừ được tiền lời, tiền thuê đất, thì tính ra cái payment của quý vị trả ra cho cái cost để living, để ở trong một căn nhà đó thật sự nó rẻ hơn, thì quý vị có lẽ rất là nên để consider. Cho những cái về những cái phần vấn đề về đầu tư bất động sản, mua những cái nhà để đầu tư, thì có lẽ mình sẽ tùy case by case, mình coi cái vấn đề là cái tiền đó nếu mình không mua cái bất động sản ngày hôm nay, mình có thể làm cái gì, mình có thể để vào đâu. Nếu mà mình có được những cái lợi nhuận thì có lẽ là mình sẽ có thể mình quyết định coi cái nào có lẽ là cái con đường phải. Cho nên cái việc đi mua thì cái timing nó sẽ bất cứ lúc nào cũng là cái timing tốt, với điều kiện nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh của quý vị. Vậy thì theo như anh Toàn vừa mới trình bày đó, thì Đoan Trang cảm thấy rằng là cái thời buổi hiện tại bây giờ đó thích hợp cho cái người bán hơn là cái người đi mua, phải không anh? Tại vì cái người đi mua bây giờ họ không có được cái sự chọn lựa nhiều, tại vì nhà cũng còn rất là ít. Toàn rất là đồng ý với Đoan Trang là cái inventory ở ngoài thị trường đang rất là khan hiếm, cho nên khi mà mình đi mua như vậy thì nó vẫn có thể tìm được, nhưng mà cái choice, cái sự lựa chọn của mình thì nó sẽ khá ít hơn một chút. Thưa quý vị, thì khi mà quý vị vừa đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay qua cái sự trình bày, thì quý vị có thể thấy anh Toàn là một cái người rất là có nhiều cái kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc. Thật thú thật với quý vị thì Đoan Trang được biết qua anh là một cái người khách hàng thôi, cũng nghe anh qua cái chương trình radio. Thú thật thì Đoan Trang rất là thích nghe cái chương trình của anh, tại vì khi mà Đoan Trang nghe cái chương trình An cư lạc nghiệp radio đó thì Đoan Trang thấy mình học hỏi rất là nhiều. Bây giờ quý vị mà hỏi nhiều về Đoan Trang về vấn đề bảo hiểm, về annuity 401k thì Đoan Trang trả lời rất là rành mạch, nhưng mà nếu hỏi về địa ốc thì chắc Đoan Trang chịu thua thôi. Nhưng mà mình cũng muốn học hỏi để mình muốn biết được ngoài thị trường hiện tại như thế nào để mình có thêm cái kiến thức cho mình, thì Đoan Trang thường hay đón nghe cái chương trình của anh vào mỗi chiều tối thứ tư ở trên đài 1430. Thì anh là một cái người có kinh nghiệm rất là lâu năm, thưa quý vị, là 17 năm trong lĩnh vực địa ốc, và có thể nói một người rất là thành công. Thành ra Đoan Trang tin chắc một điều là nếu như quý vị đang muốn cần một cái người đại diện cho quý vị bán cái căn nhà của mình, hoặc là đang cần để mà đi mua một căn nhà, thì Đoan Trang tin chắc anh Toàn sẽ là một cái sự lựa chọn rất là chính xác. Tại vì với cái kinh nghiệm của anh Toàn thì Đoan Trang tin chắc sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Dạ, đúng vậy thưa quý vị. Nếu mà chúng ta cần một cái bảo hiểm để mà bảo vệ nhà, hay là bảo vệ cho con cái, hay là mình để dành tiền, thì xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho anh em của chúng tôi. Và Hằng cũng rất là cảm ơn anh Toàn đã đến đây để mà cùng nói chuyện và tham khảo với Trang và Gia Hằng. Thật sự là Toàn rất là cảm ơn. Giống như Toàn nói ngay lúc đầu là giống như là cái bước bộc phá để cho phép Toàn đi đến ngày hôm nay và để tiếp chuyện với quý vị. Và hơn nữa là hy vọng là có như vậy thì Toàn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp chuyện với quý vị, những người xem TV thường xuyên. Tại vì đã nhiều lần và nhiều năm lắm rồi Toàn cứ không có dám đi lên. Dạ đúng như vậy thưa quý vị. Và cũng không quên là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình tối hôm nay. Nếu như mà anh em chúng tôi có điều gì sơ suất thì xin quý vị niềm tình tha thứ cho chúng tôi. Và số phone để liên lạc của Hằng Lê là 408-609-7171. Nếu mà quý vị có những nhu cầu mua bán đầu tư bất động sản thì cũng hãy gọi cho Toàn ở số phone 408-888-0337.
và mọi tham khảo đều hoàn toàn miễn phí. Nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi liên quan đến địa ốc thì xin quý vị đừng ngần ngại để mà liên lạc đến với anh Toàn. Hoặc là nếu mà tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ 401k annuity thì xin quý vị hãy liên lạc với Đoan Trang cũng như Hằng Lê. Chúng tôi tin chắc với sự tận tình, nhiệt tâm, chu đáo và với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có được những cái chương trình tốt cho gia đình của quý vị. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho chương trình và chúc quý vị có một buổi tối bên gia đình thật là đầm ấm và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.